Các bạn có bao giờ nghĩ công tác mài bạt là không thể thiếu trong quá trình đẩy tu động cơ không? Đó là tiêu chuẩn khe hở bạt được quy định rất rõ ràng trong sách hướng dẫn lắp ráp của động cơ đó. Cái này là làm theo sách chứ không phải kinh nghiệm gì cả nha. Áp dụng kinh nghiệm trong đây có ngày chết. Kể cả piston chính hãng hay bạt chính hãng đều phải kiểm tra và cân chỉnh cái khe hở này. Cái khe hở này nó quan trọng như thế nào? Nếu mà khe hở này nó quá nhỏ đi thì khi mà gặp nhiệt á, nó sẽ giãn nở và cái khe hở này nó sẽ chạm vào nhau gây đến lớp bề. Nếu khe hở này quá rộng á thì nó sẽ mất nén. Trong lúc ráp máy á thì mình phải đo cân chỉnh. Nếu mà hẹp quá thì phải mài rộng lên. Nếu mà rộng quá thì phải xem xét lại nguồn hàng này có thể sai rồi, hoặc kích thước sơ mi lòng của mình quá lớn không đúng tiêu chuẩn thì sau đó phải kiểm tra lại. Làm đến đâu ghi chép đến đó, cẩn thận rõ ràng hết nha các bạn. Đương nhiên có rất nhiều người không hề để ý vấn đề này và họ chỉ làm theo kinh nghiệm. Nhưng đối với mình, kinh nghiệm chỉ là sự may mắn mà thôi, và may mắn không thể nào kéo dài mãi mãi được. Nên tốt nhất hãy làm theo thông số kỹ thuật.